Xin chào quý vị, các bạn đang xem video của bên em nhé. Chào các bạn sinh viên và học sinh, những người các bạn nhân viên văn phòng và những người đang quan tâm theo dõi về cái laptop này nhé. Đấy thì em lại tiếp tục giới thiệu lên thêm một cái mã số nữa. Đây là mã số này, gọi là mã số 6 nhé. Đấy, em sẽ quay hết cái lô này. Đó. Sau đó sẽ chuyển sang cái các cái dòng khác nhé. Đấy. Đấy, để cho nó hết luôn từng model một đấy, chứ không có là nó sẽ như hôm nay như trông như thế rất bận đấy, từ sáng giờ là em mới quay được có mỗi mã số này là mã số 6 nhé. Đấy, vì hôm nay đến buổi chiều vừa rồi có rất nhiều khách, đâm ra là em không quay được. Đấy. Lại phải dừng lại quay lúc khoảng 3 giờ thì được một máy này, xong rồi bây giờ lại quay thêm quay được một hai máy này. Đấy. Thì cái này về máy tính thì nó cũng rất là bận. Đấy. Khách khứa đến liên tục cho nên là cũng 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 không có thời gian đấy. Thì đây là mã số 6 nhé, để em check luôn cái mã nhé. Em sau cấu hình ra này. Cấu hình của con này nhá là i7-8650. Đấy, vẫn cấu hình vừa rồi thôi ạ. Đấy. RAM 16GB, màn hình 13.3 inch Full HD. Đó. Con này thì về mặt bên trong thì rất là đẹp, bàn phím các thứ rất ok. Đó. Bàn phím rất ok luôn. Đó. Mọi thứ rất ok luôn. Đó. Đấy, có duy nhất thì một cái chỗ này nhé. Đây. Duy nhất thì một cái chỗ này thì là nó sẽ hơi bóng một chút xíu so với xung quanh nhé. So với xung quanh là em phải tìm ra một cái điểm trừ nào đó nhé. Chỗ này người ta cũng là cái tem dán của người ta thôi, người ta bóc ra. Đấy. Riêng con này so với con khác là có một cái điểm bóng này nhé. Còn bàn phím cực kỳ đẹp, siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn. Rồi. Em dí sát vào thì quý vị nhìn thấy, chứ còn nếu mà để xa thì chắc không thấy được. Ok, con này ổ của nó ổ SD256 cho tốc độ chạy cực kỳ nhanh. Đấy, ổ SD256 nhé. Bây giờ em mời quý vị và các bạn cùng xem theo dõi bên ngoài nhé. Trên mặt của nó thì siêu đẹp luôn. Đấy, quý vị này, mặt của nó rất là đẹp. Em sẽ cố tìm ra những điểm trừ luôn nhé, bởi vì các con kia là em tìm là nó không thấy có rồi. Đấy, con này mặt mũi thì siêu đẹp luôn này. Đấy, vân việc các thứ vẫn còn nhìn dẫn mũi cong luôn. Đấy. Đây rồi, chỗ này nó hơi mòn một tí này. Đấy, em phải tìm ra nhé. Đấy, chỗ này nó hơi mòn một chút xíu này. Đấy. Ok. Đây là nó mòn, không phải mòn sơn đâu nhá. Đây là cái lớp ở trên phần trên này, chứ còn cái phần dưới nó, cái phần này của nó vẫn nguyên nhé. Đây là cái phần gọi là phần phủ ở trên thôi. Đó. Phần phủ ở trên nó mỏng dính như kiểu là mỏng hơn cả tờ giấy nhé, quý vị nhé. Đó. Phần phủ mỏng hơn cả tờ giấy. Đó. Đó. Ok, đẹp luôn nhé. Đó. Ok, đẹp luôn này. Đó. Đẹp luôn nhé. Đó. Bên này vẫn cổng tai nghe này, cổng thẻ SD này, cổng USB, cổng các cổng mạng này. Đấy. Cổng nguồn nhá. Cắm nguồn vào đây này, cổng Type-C này. Đấy. Cổng HDMI và cổng USB. Đấy. Phần dưới này của nó nhá, đây. Phần dưới này của nó là mã số là 294. À đâu, 429467413 nhá quý vị nhá. Đấy. 1370 này, mặt dưới rất đẹp luôn nhá. Long lanh cành đào luôn. Đấy. Nói chung là con này thuộc diện là nếu mà được 10 điểm, con này được 9,5. Quá đẹp luôn rồi. Đây, mã số đây. Quý vị lưu ý mã số này nhé. Con này thì nó có một ít điểm trừ, nhưng đặc biệt điệt của nó là nó đẹp đẹp hơn các con khác về vấn đề phần sơn này. Đấy. Nếu không có điểm này thì có nó đạt điểm 10 luôn. Đó. Và một cái ít điểm trong này nhé. Nói chung con này được khoảng tầm 9 điểm. Đó. Nếu mà 10 điểm mà đánh giá 9 điểm. Đấy. Thì cái con này thì em bán của nó là giá của nó là em để cho quý vị là
7.390.000 nhá. 7.390.000. Đó. Đây là mã số 6 nhá. Mã số 6. Đó. 7.390. Đấy, một con siêu phẩm luôn. Đấy, giá hết sức hợp lý luôn. Quý vị nào lấy con này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581, Zalo cũng là số đấy nhé. Tất cả những hàng này là nhà em là đều là hàng zin nguyên bản hết về nhé. Đấy, có thế nào bán thế. Và tất cả những hàng này nhé, nhà em đều tặng kèm cho quý vị là sạc zin nhé, sạc zin của nó. Dạ vâng. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em. Và tất cả sản phẩm này là em đều bao test cho quý vị 7 ngày cho quý vị an tâm nhé. Dạ vâng. Em xin cảm ơn ạ.